Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe lại câu chuyện xúc động về những tấm gương anh dũng hy sinh xương máu để bảo vệ quê hương đất nước, lòng quả cảm và những hy sinh thầm lặng của người phụ nữ Giao Liên. Câu chuyện Cô Giao Liên hỏa tốc của Cụm Tình Báo H63. Hẹn riết hôm nay tôi mới đến thăm cô được. Nhà cô ở sâu trong con hẻm ở đường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ra cửa đón tôi là một bà già tóc bạc trắng trên 80 tuổi. Nhưng nụ cười trên môi bà ấy thì vẫn cứ trẻ mãi như cô du kích Củ Chi ngày nào. Tên bà là Hà Thị Kiên, tức Tám Kiên, người Giao Liên hỏa tốc xinh đẹp ngày nào của Cụm Tình Báo H63 anh hùng. Vừa đi, tôi vừa nói với bà: ngày xưa, chú Tư Can khéo chọn người ghê ta. Toàn mỹ nhân xinh đẹp làm tình báo như các cô, mang trong mình tài liệu mật tối quan trọng của ông ẩn để chạy băng băng về giao cho cấp trên. Chả thằng giặc nào nỡ xét hỏi người đẹp. Nói như con, cô Tám nhỏ nhẹ. Làm tình báo mà dễ thế, thì làm gì có ai phải hy sinh. Gian nan lắm, có cả một đường dây giao liên tình báo rất tinh vi mà chúng ta xây dựng để luân chuyển các tài liệu tình báo từ sở chỉ huy tới điệp viên được cắm sâu trong lòng địch và ngược lại. Cô kể, duyên cớ tự nhiên mình lại đi làm giao liên tình báo. Cô là cô gái Củ Chi, sinh ra ở Phú Hòa Đông vào tháng 5 năm 1940 trong gia đình trung nông, giàu truyền thống yêu nước. Năm nay cô đã 84 tuổi rồi. Hồi đó nhà tôi, cô kể, nhiều ruộng đất lắm, gia đình cũng khá giả, ruộng đất do ông bà để lại. Ba má cô sinh được 7 người con, ba cô sớm theo cách mạng từ năm 1940, rồi cũng bị địch bắt tù đày tới 2 lần. Hơn 10 tuổi, cô đã làm giao liên cho du kích xã nhà Phú Hòa Đông. Rồi cuối những năm 50 của thế kỷ trước, cô cũng tham gia phong trào học sinh sinh viên. Rồi mấy anh mấy chú bắt cô làm giao liên bí mật. Hóa ra, giao liên phục vụ cho công tác tình báo đặc tình. Trước đó mình có biết gì đâu. Chú Ba Công, anh Mười Nhon đã kết nạp cô vào đảng năm 1961 khi vừa mới qua tuổi 20. Hồi năm 2021, cô bảo cô được trao huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Không nghĩ cuộc dấn thân của mình lâu như thế. Theo đảng, từ tuổi thanh xuân cho đến xế chiều hôm nay. Tôi mở đầu câu chuyện hôm nay của tôi với cô. Cô Tám nè, hồi đó cô xinh gái lắm, mọi người kể vậy. Duyên cớ nào mà chú Tư Can lại lựa chọn cô làm giao liên hỏa tốc cho cụm H63 là sao? Nói cho ngay, hồi nào, tụi cô là những cô gái quê, chỉ có chút nhan sắc đồng quê mộc mạc thôi. Năm 1966, khi anh Tư Can được chỉ thị phải vô ở trong Sài Gòn để sống ngay bên cạnh các điệp viên chỉ đạo công việc, anh nói với cô: anh cần một người giao thông ở luôn trong thành phố hợp pháp để xây dựng một nhánh giao liên hỏa tốc vì tình hình ngày càng phức tạp. Tụi Mỹ đã đổ quân vô rất nhiều, Phú Hòa Đông, Củ Chi bị tụi nó đánh phá rất ác liệt. Đường dây giao thông có thể bị tắt. Ta phải tính tới những phương án hỏa tốc. Ngoài những chuyến đi định kỳ đã thống nhất, anh sẽ chọn Tám Kiên làm việc này. Em chưa có gia đình, lại rất bình tĩnh, tháo vát, phù hợp với nội dung công việc. Cô có hỏi anh Tư, giao thông hỏa tốc là sao anh? Nhiệm vụ cũng nặng lắm. Ngoài việc phải làm giao liên khẩn theo yêu cầu ngoài lịch đã quy định, người giao liên hỏa tốc còn có trách nhiệm đưa đón cán bộ của cụm đi lại giữa căn cứ và thành phố theo yêu cầu của công tác. Giao liên hỏa tốc chuyển các tài liệu tình báo. Giao liên hỏa tốc đón đưa cán bộ của cụm đi lại giữa căn cứ và thành phố với giấy tờ giả, đối mặt với cái chết mỗi ngày đó.
Cô kể cho tôi hai câu chuyện cô đưa và đón cán bộ của cụm H63 mà thót tim. Tưởng chừng cô đã bị địch bắt. Năm ấy, trong đợt 1 của tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, ngày mùng 1 Tết, anh Tư Cang đã vào Sài Gòn. Anh ở nhà chị Tám Thảo trên đường Gia Long. Theo kế hoạch, cô Hai Ánh sẽ phải chuyển cho anh Tư hai khẩu súng lục K54 và cơ số đạn. Còn tôi sẽ phải đưa anh Tư Lâm, cán bộ tình báo vũ trang của cụm, cánh tay mặt của anh Tư, vào trong thành từ căn cứ. Đón anh Tư Lâm ở căn cứ hôm mùng 3 Tết, nhưng không thể đi được vì tụi nó dàn quân ngăn chặn. Các cánh quân của ta đánh vào thành phố từ ngay vòng ngoài. Bộ đội ta hy sinh nhiều lắm. Chờ qua ngày mùng 4 cũng không xong. Sốt ruột, sợ lỡ kế hoạch trong thành với anh Tư Cang, tôi quyết định ngày mùng 5 cũng vẫn đưa anh Tư Lâm đi theo đoàn quân. Nhưng xuống tới Bắc Bình Mỹ, tôi rẽ theo con đường mòn để thoát về Hóc Môn. Tới Hóc Môn, tụi tôi quăng xe đạp, hòa vào dòng người dân chạy về thành phố. Phía trước là trạm lính gác rất đông, xét kỹ từng người, gây ùn tắc rất lớn. Tôi lo quá, quay sang nhìn anh Tư Lâm rồi nói: "Gây quá anh Tư ơi, giờ tụi nó xét kỹ như thế này, chắc sợ anh không qua thoát. Vì nom anh vừa dứt cơn sốt rét, nước da vàng và người ốm nhất thế này, nghi là Việt Cộng ở trong rừng lắm." Ngó xuống chân anh Tư Lâm, tôi khẽ kêu lên: "Trời ơi, em đã dặn anh phải đi đôi giày ba ta rồi kia mà. Sao anh lại đi đôi dép lê lào như thế này? Coi kìa, chân anh hằn rõ vết, quai dép cao su kia kìa." Anh Tư Lâm ngó xuống chân, cũng giật mình, có chút bối rối. Song anh cũng bình tĩnh trấn an tôi: "Không sao, anh sẽ có cách." "Trời, có cách nào bây giờ?" Tôi nghĩ thầm trong bụng. Mà giờ chạy lui không đi nữa cũng không xong, vậy cứ phải tiếp tục đi thôi. Tôi thấy câu chuyện kể thật gay cấn, hỏi cô Tám: "Thì với kinh nghiệm đưa đón nhiều lần, sao cô không nhất định cùng chú Tư Lâm đừng đi nữa? Lại còn giấy tờ căn cước giả của chú ấy, chắc chắn tụi nó sẽ phát hiện ra." "Chú ấy là người chỉ huy của cô, chú ấy nói cứ đi thì làm sao cô cản được. Chỉ hy vọng vào may mắn, tụi nó khám xét qua loa rồi cho đi." Cô lúc ấy cũng hơi chút mất bình tĩnh và tim đập rất nhanh, lo lắng lắm. Xong như chợt tỉnh, cô dặn anh Tư Lâm: "Giờ em qua trước anh cho tụi nó xét, anh đi ngay sau lưng em nha. Tới lượt tụi nó xét cô rất kỹ, cô vẫn tươi cười với tụi nó và đôi chút tỏ ra sợ hãi vì Việt Cộng đang đánh Sài Gòn ghê quá, không biết gia đình thế nào." Không thấy gì khả nghi, cô cũng không mang theo tài liệu gì. Giấy căn cước của cô là giấy thiệt của tụi nó cấp, nên vũ lính đã kêu: "Con nhỏ này xong rồi, bước sang bên kia." Cô nhanh chân bước đi, nhưng vẫn nghe sau lưng câu: "Thằng kia, bước lên đây, mau lên." Thế là anh Tư Lâm đến được rồi. Nghe thấy tiếng lộn xộn sau lưng, rồi tiếng la của tụi cảnh sát: "Đập chết mẹ nó đi, thằng Việt Cộng đó. Nước da này là của thằng ở trong rừng ra." Cô rùng quá, giả bộ kiến cắn, cúi xuống rải chân và quay mặt nhìn lại phía sau. Trời ơi, tụi nó xông vô dùng ma trắc buộc lia lịa và đấm đá anh Tư Lâm tơi bời. Cô thoát đi thật nhanh, kẻo tụi nó lại nghĩ mình đi cùng thì bị bắt liền. Về tới căn nhà cơ sở ở Thị Nghè, anh Tư Cang đang đợi ở đó để đón anh Tư Lâm rồi giao nhiệm vụ. Tôi bước vô có một mình, bỗng tôi òa lên khóc rồi ôm chầm lấy anh Tư, không nói được câu nào. Nước mắt tôi đã làm ướt hết vai áo anh Tư, người tôi cứ rung lên như người bị sốt rét. Phải rất lâu, chờ cho tôi qua cơn cảm xúc. Anh Tư hỏi: "Thằng Tư Lâm bị bắt rồi hả em?"
Tôi như đứa trẻ đứng mếu máo. Anh Tư ơi, anh bị tụi nó bắt ở cửa kiểm tra hóc môn rồi. Tụi nó đánh ảnh dữ lắm. Trong người thì căn cước giả, mới sốt rét dậy, da vàng khè, lại thêm mang đôi dép lê lào, lộ rõ cái thằng dép cao su. Bây giờ anh phải tranh thủ thoát đi nơi khác ngay theo quy định, kẻo lát nữa tụi nó sẽ kéo tới đây bắt anh đó. Trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, anh Tư nói, thôi em tranh thủ trốn đi nơi khác đi, báo cho mọi người biết sự việc. Còn anh quyết định sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ ở lại đây, chờ nó dẫn địch tới bắt anh, rồi anh cũng sẽ hy sinh. Trời! Sao lại thế hả anh Tư? Anh Tư lững thững đi ra phía chân cầu thang, lật viên gạch lát nền lên, móc lên hai trái lựu đạn mỏ vịt rồi nói. Nếu thằng Tư Lâm khai ra anh, và tụi nó đến đây bắt anh, thì trái lựu đạn này anh chia với tụi lính, còn trái này anh sẽ chia với thằng Tư Lâm. Coi như anh hy sinh, cấp trên cử cộng trưởng khác vào thành thay anh. Hy vọng nó mới khai ra anh, chưa kịp khai ra Hai Trung và Tám Thảo, cộng H63 vẫn còn khả năng tồn tại. Sau này tôi có hỏi chú Tư Can, tại sao lúc đó chú lại hành động như vậy? Chú nói, thời điểm đó tao cũng thấy rối. Mình có trốn đi đâu thì những lời khai của Tư Lâm cũng làm lộ rõ hết các cơ sở trong thành của cụm. Mọi người cũng sẽ bị bắt. Cụm H63 bị xóa sổ ngay tức thì. Nếu mình ngồi đây chờ Tư Lâm dẫn tụi nó tới bắt, thì mình và nó sẽ cùng chết. Diệt thêm một số thằng lính ngụy. May ra nó chưa kịp khai ra những người khác, nhưng thấy chú Tư ngập ngừng tôi hỏi. Nhưng gì hả chú? Ngước lên trần nhà, chú Tư chậm rãi nói. Nhưng trong lòng tao luôn có niềm tin rằng thằng Tư Lâm nó sẽ không khai báo bất cứ thứ gì. Tao hiểu lính của tao lắm, dũng cảm có thừa. Tụi nó thà hy sinh chứ không khai báo gì đâu, khi đã bước chân vô cụm tình báo này, nếu lỡ may bị bắt. Thằng Tư Lâm theo tao từ ngày đầu, chiến đấu dũng cảm. Ba má nó bị địch bắn chết, mối căm thù địch nơi nó dữ lắm, không bao giờ đầu hàng giặc. Thế rồi chú Tư Can ngồi đó với hai trái lựu đạn trên tay đợi Tư Lâm. Một ngày, rồi hai ngày, lại thêm một ngày nữa, và cứ thế đợi chờ một trận sóng mái với Tư Lâm và lũ giặc nếu chúng dẫn xác tới đây. Rồi một tuần trôi qua, mọi việc vẫn bình an, các cơ sở khác không có dấu hiệu bị lộ gì. Khi ấy, chú Tư nói bằng giọng chắc nịch. Được, được lắm, cừ khôi lắm Tư Lâm ơi. Tao nhìn người không có sai chút nào. Vậy là Tư Lâm đã không khai ra bất cứ điều gì. Rồi chú Tư nói, sau đó thằng Tư Lâm bị tụi nó tra tấn hết sức dã man, sống đi chết lại bao lần, nó không hé răng nửa lời. Tụi nó đày ra nhà tù Phú Quốc, giam ở nơi kinh khủng nhất dành cho những tên cộng sản cứng đầu. Rồi Tư Lâm cũng hy sinh ở đó. Thân xác nó chôn chung với những người tù hy sinh. Tụi tao có đến Phú Quốc sau này vài lần, đốt nhang cho nó, dũng cảm tuyệt vời. Tôi ngước nhìn thẳng vào cặp mắt của chú Tư, hình như nơi đó sắp rơi những giọt nước mắt khi ông nhắc tới đồng đội hy sinh của mình. Ông bảo, Tư Lâm nó nhận phần chết về mình để cho tụi tao, cô Tám Thảo, ông Ẩn được sống để tiếp tục đóng góp cho cách mạng, tiếp tục có những thông tin tình báo vô cùng quan trọng giúp cho chúng ta đi tới ngày chiến thắng sau cùng. Chỉ nửa lời của nó mà khai ra, cụm tình báo H63 có thể bị xóa sổ, mất mát không gì có thể kể xiết. Liên tục, nhiều năm liền sau giải phóng, tao và các cựu chiến binh phòng tình báo miền đã đề nghị
truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tư Lâm mà không được cấp trên xem xét. Đau lòng lắm, một tấm huân chương chiến công cho nó cũng không có. Tào và các đồng đội của Tư Lâm đang nợ nó một món nợ, một sự tri ân và dành ngàn lời anh hùng để tặng cho nó nơi chiến suối. Chú Tư với tay lấy miếng khăn giấy, rồi chạm vào hai con mắt đỏ hoe của mình. Còn tôi thì nước mắt đã rơi từ lúc nào không biết, làm nhòa cả trang viết của tôi trước mặt. Tôi hỏi cô Tám, cô ơi, còn chuyện thứ hai cô muốn kể là chuyện đi với chú Tư Cang sau chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 phải không? Ừ, đúng rồi đó con. Sau chiến dịch Tết Mậu Thân, tụi Mỹ tung quân ra lùng sục khắp nơi nằm ven Sài Gòn. Mạng Phú Hòa Đông và Củ Chi bị tụi nó kiểm tra rất gắt gao. Lần ấy, tôi được anh Tư gặp và yêu cầu. Ở trỏng có điện khẩn ra, yêu cầu anh phải vào họp gấp. Việc rất quan trọng. Giờ em đi tiền trạm trước, coi ngã qua Phú Hòa Đông có còn đi được không, để đưa anh vào cứ qua đó. Hai ngày sau, tôi tới gặp anh Tư và nói, anh Tư ơi, anh đi qua ngã Phú Hòa Đông giờ nguy hiểm lắm, chắc không đi được đâu. Em hôm qua có đi qua ngã Mỹ Phước, chỗ này rất ít trạm kiểm soát và đi lại rất thoáng. Em nghĩ là anh em mình đi được. Vậy anh Tư chuẩn bị ngày mai ta lên đường. Sáng hôm sau, tôi trong bộ áo dài rất đẹp, duyên dáng, còn anh Tư thì trong bộ đồ công chức chỉnh tề. Chúng tôi sắm vai hai vợ chồng đi lên Mỹ Phước ăn đám dỗ, cũng mua trái cây, nhang đèn, vàng mã, đầy đủ cả, và được để trên cái giỏ phía trước của chiếc xe gắn máy nữ. Anh Tư chở tôi ngồi sau ôm eo ép anh rất tình tứ, như một đôi vợ chồng công chức đi về quê ăn đám dỗ. Xe đang bon, nghĩ rằng mọi việc sẽ trót lọt. Bất ngờ, anh Tư dây lại nói nhỏ với tôi. Chết cha, sao lại có trạm kiểm soát của nó đặt ở đây hả em? Hôm qua em đi có gặp nó không? Tôi với tầm mắt nhìn lên phía trước. Chết cha rồi anh Tư, hôm qua em đi không có. Chắc tụi này là bọn kiểm soát cơ động mới xuất hiện. Làm thế nào bây giờ? Hay mình quay ngược về thôi anh Tư? Trong đầu tôi lại bị ám ảnh vụ anh Tư Lâm hôm mùng năm Tết. Tôi nói, anh Tư, mình quay về thôi. Anh Tư đi thật chậm, rồi nói rất nhanh. Không được đâu em. Mình quay đầu chạy là tụi nó sẵn xe rít kia đuổi theo liền. Hai bên đường trống trơn, không có cây cối để mình tẩu thoát. Thôi, phải giáp mặt với tụi nó thôi. Ăn thua là phải thật bình tĩnh nha em. Khi chiếc xe Honda gần tới trạm kiểm soát, một thằng lính ngụy bồng khẩu súng AR-15 chạy ra giữa đường, ra lệnh cho xe tấp vô lề. Khi chiếc xe Honda đã tắt, nó tiến đến đưa tay chào kiểu nhà binh, rồi khép hai chân lại, nghe tiếng bốp rất to. Nó nói, ông bà đi đâu đây? Cho coi giấy tờ. Tôi bước lại gần nó trước và nói, dạ, vợ chồng tôi đi ăn dỗ ở Mỹ Phước. Dạ, mời ông coi giấy tờ. Đầu tiên, nó lục tung cái giỏ trái cây, nhang đèn, vàng mã, không thấy gì khả nghi. Thằng lính nhìn mặt tôi, lật qua lật lại tấm thẻ căn cước của tôi, rồi cho vô lòng bàn tay, bóp lại, rồi thả ra hai lần như thế. Nó vuốt vuốt tấm thẻ căn cước của tôi, rồi trả lại và nói, trông tướng bà sang quá, đẹp người, chắc đẹp nết. Ông nhà cưng phải biết. Quay sang phía anh Tư, nó hất hàm hỏi, giấy tờ của ông đâu? Anh Tư châm điếu thuốc và miệng đang phì phèo nhả khói, nhiều mắt và nói, dạ, để tôi trình cho ngài. Anh Tư móc túi áo ngực ra một đống giấy tờ, nào là thẻ công nhân viên, thẻ bảo hiểm, bằng lái xe, thẻ chấm công, lục thêm túi quần, rồi sau cùng mới tới thẻ căn cước. Dáng bộ anh Tư trông đỉnh đạt, gương mặt luôn nở nụ cười rất thân thiện. Đón cái thẻ căn cước từ tay anh Tư, nó hỏi tên cha, ngày cấp, rồi cũng để tấm thẻ căn cước vào dưới lòng bàn tay
bóp vào, thả ra hai lần rồi vuốt vuốt. Đoạn nó nói, căn cước của ông kỳ quá nha. Anh Tư đáp, thì các ông cấp sao, tôi đi vậy chứ sao, có gì mà kỳ. Tôi nghe anh Tư đối đáp với nó ngon lành, nhưng trong người cũng rất run, lấy hết bình tĩnh, luôn nở nụ cười bình thản như không có gì xảy ra, sắp xếp lại giỏ trái cây. Thằng lính cầm căn cước của anh Tư đi vào cái láng di động, nơi có thằng sĩ quan ngồi đó, cạnh xe VIP có mấy bộ đàm để xin ý kiến. Anh Tư cúi xuống nói nhỏ với tôi và vờ phụ giúp, sắp đặt lại giỏ trái cây. Kỳ này, chắc tối nay anh và em hết đường về. Tối nay ăn no đòn của tụi nó rồi. Anh Tư vẫn tươi cười và hôn nhẹ vào má tôi, rất tình tứ, nhưng mắt vẫn dõi theo cái láng của thằng chỉ huy. Thằng lính trình chỉ huy và nói, cái căn cước này kỳ cục quá, thưa sếp. Thằng sếp nhìn căn cước, ngó lên nhìn chúng tôi. Cả hai chúng tôi vẫn cười đùa như không có gì xảy ra. Nó nói với thằng lính, thôi, trả giấy cho người ta đi. Căn cước có gì mà kỳ cục? Tên lính đem căn cước ra trước mặt anh Tư, hai tay lễ phép đưa cho anh Tư rồi nói, dạ, giấy của ông đây, mời ông bà đi, cho tôi xin lỗi ông bà. Anh Tư nhận giấy căn cước rồi bình thản nói, lỗi liếc gì, làm việc phải như vậy chứ sao? Thôi, cảm ơn ông nhiều nha. Hai chúng tôi lại lên xe, tà tà đi, và tôi lại ôm eo ếch anh Tư. Vậy là thoát nạn, tưởng đâu hôm nay lại bị bắt. Tôi thấy rùng mình vì hồi đầu năm đã chứng kiến tụi nó đánh anh Tư Lâm. Sau này tôi có hỏi chú Tư Can, sao chú lại có thể bình tĩnh để qua mắt được bọn chúng khi dùng giấy căn cước giả như thế? Chú kể, chuyện là vậy. Cô Tán Kiên kể cho mày nghe là đúng sự thật như vậy. Nhưng có lẽ nhờ thằng may mắn thôi. Ban đầu tao cũng hoảng lắm, sau bình tĩnh lại. Thành ra rất bình tĩnh, không để lộ sự lo lắng trên gương mặt khi thằng lính xét hỏi. Lúc ông Tám Chứa làm giấy tờ căn cước giả này cho tao, ổng dặn, ráng nhớ tên cha, thời gian cấp căn cước, ăn thua do mình bình tĩnh và trả lời đúng. Tao lấy tên ông chú của tao, thuộc nằm lòng ngày cấp căn cước. Khi nó hỏi giấy tờ, tao phải đốt điếu thuốc lá để lấy lại mọi sự bình tĩnh. Vờ móc hết giấy tờ này tới giấy tờ kia ra để cho nó thấy mình có vẻ là người thật với đầy đủ giấy tờ. Biết cái căn cước để trong bóp túi quần sau, nhưng mãi mới lôi ra cho nó xem. Khi nghe nó hỏi tên cha, tao cười cười, giả lả rồi kêu, trời, ông hỏi tên cha tôi, sao tôi không nhớ? Ông già tôi tên Trần Văn Linh, ngày cấp giấy tờ. Tao đã nhớ nằm lòng ngày 25 tháng 6 năm 1962. Nhưng tao nghĩ trả lời cái rụp như vậy thì tụi nó sẽ sinh nghi ngay. Người thực được cấp cũng chả còn nhớ. Chỉ những người dùng giấy tờ giả mới thuộc nằm lòng thôi. Tao bình tĩnh đáp trả. Ông hỏi ngang xương vậy, sao tôi nhớ được? Trong đó ghi rồi mà. Tôi sao nhớ? Để coi. Tao vừa bóp trán, xích hơi thuốc rồi nói, nếu tôi nhớ hỏng lầm là cấp năm 1962, còn ngày giờ nào sao tôi nhớ nổi? Mình vờ như vậy thôi, sẽ nói chệch đi, nhưng chệch nhiều quá nó sinh nghi. Tao bồi thêm, à, hình như cấp đâu hồi giữa tháng 5 hay tháng 6 gì đó ông ơi. Khi tao thấy nó bỏ căn cước vô lòng bàn tay, bóp rồi lại thả ra, tao biết gặp thứ dữ rồi. Tụi nó xác định xem phôi giấy thật hay giả. Phôi thật thì là loại giấy đặc biệt, bóp vào thả ra nó vẫn thẳng, không bị nhăn. Giấy giả của ông Tám Chứa không có giấy như vậy. Nhưng có điều lạ là thằng chỉ huy sẵn có mấy bộ đàm ở đó. Nó gọi về tổng gia cảnh sát nhờ xác minh hồ sơ lưu là mình bị phát hiện liền. Nhưng nó đã không làm điều đó, lại thả cho mình đi. Hay là nó có cảm tình với cách mạng? Khi tao thấy nó bóp cái giấy căn cước là nghỉ tiêu rồi, tụi nó sẽ bắt. Tao chịu đòn đã đành, còn cô Tám Kiên nữa, không biết tụi nó sẽ dùng món đòn gì
từ thời Trung Cổ để hành hạ tụi tao. Câu chuyện của cô Tám Kiên thật hay. Còn biết bao lần mang tài liệu tình báo đi hỏa tốc trót lọt, bình tĩnh lạ thường, ứng xử thông minh, qua mắt được các trạm kiểm soát của địch. Tôi có hỏi cô Tám Kiên chuyện cô còn thiếu nợ chốn Tư Can, cái thụ heo, có đúng không? Cô Phá Linh cười ha ha, có vẻ khoái chí. Đó là cái thụ heo cho ông mối. Cô bảo, chồng cô là chú Ba Minh, lúc trước ở trong cụm H63 là phụ trách chính trị, chú Tư Can là cụm trưởng. Có mấy lần vào trong cứ, cô chú gặp nhau, thấy ông Ba Minh có tình cảm với cô, mọi người cũng muốn cho hai người nên vợ nên chồng. Cô Tám mới nói, vậy phải làm lễ ra mắt cho ba má tôi. Một ngày đẹp trời, ở trong cứ của cụm H63, cô Tám dắt ba má vô, bên này chú Tư dắt tay ông Ba Minh lại, rồi chú Tư nói, Ba Minh ưng cô Tám Kiên, vậy hôm nay tổ chức xác nhận trước mặt ông bà, có ai phản đối gì không? Chờ một lúc, cả bốn cái đầu đều lắc, chú Tư nói, vậy là ông bà ưng thuận gả cô Tám Kiên cho ông Ba Minh rồi nha. Sau đó, vào ngày 28 tháng 1 năm 1973, tức là ngày Hiệp định Paris có hiệu lực, đám cưới của cô Tám Kiên và ông Ba Minh được tổ chức ở trong vùng giải phóng. Cuối năm 1973, cô Tám Kiên sanh đứa con gái đầu lòng. Từ tháng 5 năm 1972, chú Tư Can đã thôi làm cụm trưởng H63. Ông Ba Minh là người thay thế và giữ cương vị này cho tới ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Chú Tư Can tập trung làm nhiệm vụ của người phó chính ủy phòng tình báo miền B2. Về gia đình, cô Tám Kiên kể với tôi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chú Ba Minh công tác ở quân khu 7, sau đó tham gia quân báo ở chiến trường Campuchia. Tới năm 1997, chú về nghỉ hưu với cấp bậc đại tá, còn cô Tám Kiên ra quân với cấp bậc là trung úy. Cô làm ở Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho đến lúc nghỉ hưu. Năm 1979, cô Tám Kiên sinh thêm một cậu con trai. Hai người con đều trưởng thành, có hiếu với cha mẹ. Cô có hai cháu nội, hai cháu ngoại. Chú Ba Minh đã mất, giờ cô ở với người con trai. Tuổi già, cũng nhiều bệnh tật hỏi thăm. Tiền lương hưu hơn 6 triệu thêm tháng, chẳng đủ mua thuốc để trị bệnh. Nhưng cô không bao giờ than thở. Tôi thật sự quý mến cô với tất cả sự khiêm tốn và sự chịu đựng. Chia tay tôi, cô có nói một câu làm tôi ứa nước mắt. Thế hệ tuổi cô đi qua chiến tranh đã cống hiến, phụng sự tổ quốc bằng tất cả sức lực và máu xương của mình. Không ai đòi hỏi bất cứ cái gì đâu. Tất cả rồi cũng sẽ về gặp ông bà hết. Ráng giáo dục con cháu yêu quý đất nước này, tưởng nhớ xương máu của cha anh và bao thế hệ đã ngã xuống bảo vệ tổ quốc, để sống tử tế và đừng nhạt phai lý tưởng cộng sản cao đẹp.